Trà Thanh Việt, Dr. Thanh hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Và Bá Vương, Văn An, Dương Thuận, bài hát của các bạn đó chính là Khoảnh Khắc. Các bạn sẽ cùng phải biểu diễn cùng một lúc trên sân khấu bài hát này. Ok. Bắt đầu nha. Mọi người đã chia bố cục cho nhau kiểu đoạn nào ai hát rồi ấy. Mình phải hát khác thì đoạn đầu em đã hiểu đúng không? Thì sau cho em phun giọng một lần thôi. Chia cái đoạn nào là để người nào phiêu thì An, em sẽ tìm cách bè cho mọi người. Vâng. Em thấy hai anh ý kiểu đã từng đi diễn và đã kiểu có kinh nghiệm hơn em đấy. Nên là em thấy gọi là cũng một phần may mắn ấy, khi vào xong rồi sẽ được hai anh ý chỉ cho gọi là về mọi thứ. Chỉ còn một mình anh em sẽ bày xa trời. Đương nhiên là vẫn có cái sự chuẩn bị riêng cho mỗi người, nhưng mà bọn em sẽ diễn bài này như là một band và diễn hay nhất có thể, và sẽ kiểu đồng lòng cùng nhau và giúp đỡ nhau ấy. Người xưa hãy trao lời cuối trong đời. Mùa đông để em bên hiền. Và chúng ta hãy cùng đến với phần trình diễn của nhóm thí sinh tiếp theo. Xin mời. Lời đầu tiên thì cho em gửi lời chào trân trọng và thân thương nhất tới ba Oras đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và nhóm chúng em là VAT, hay còn gọi cách khác là nhóm thuế giá trị gia tăng. Luật chính thức của vòng thi này, micro nào sáng đèn thì các bạn mới được hát, mới được hát, mới được hát. Micro nào không sáng đèn, các bạn không được phép hát. Và các bạn sẽ có một phút để hội ý, và một phút của nhóm bắt đầu. Em nghĩ là trong một cái, nếu mà một mic sáng thì hai mic còn lại có được bè không ạ? Vậy chỉ là khi nào sáng mới được hát thôi. Mà có trường hợp nào nó sáng hai mic một lúc thì các bạn phải tập trung chú ý. Trường hợp gì cũng có thể xảy ra. Trong tình buồn vui
vui lòng mình băng giá. Tháng năm lặng trôi, chỉ còn đêm nay hãy đến bên ai. Và chỉ còn đêm nay hãy đến bên anh. Nếu ngày mai bước chân em về, một sạt lá rơi bên hè, mùa đông tái tê. Người về đây với anh, về bên anh, về đây với căn nhà xưa êm đềm, vòng tay và làn môi ấm, ngày tháng chờ mong. Về đây với anh, về bên anh, thế xưa hãy trao lần cuối trong đời. Mùa đông đến bên biển rồi, về đây với anh. Người về đây với anh, về bên anh, về đây với căn nhà xưa êm đềm, vòng tay và làn môi ấm, ngày tháng chờ mong. Người về đây với anh, người yêu ơi, thề xưa hãy trao lời cuối trong đời. Mùa đông đến bên hiên rồi, về đây với tôi nhận xét đầu. Nếu mà tôi nhận xét không hay thì đừng phạt thuế giá trị gia tăng nha. Nói thế cho đỡ căng thẳng. Bắt đầu vào cuộc. Tôi nghĩ là An là bạn bỏ cuộc hơi sớm. Đáng lẽ ra kệ, mình hoàn thành một hai câu đầu không tốt không sao. Tại vì vấn đề đấy tất cả mọi người đều gặp khi biết luật mới của chương trình. Mà làm tôi hơi buồn, bởi vì tôi biết bạn là người có tư duy. Dương Thuận, tôi cực kỳ trân trọng mỗi lần bạn chăm chút cho sự xuất hiện của mình, kể cả là vẻ bề ngoài. Và mỗi vòng giọng hát của bạn lại càng hoàn thiện hơn và bạn cố gắng nhiều hơn. Nhưng tôi ước là cái sự đầu tư cho giọng hát, tư duy, câu phiêu của bạn, nó tỷ lệ thuận với cách mà bạn đầu tư cho sự xuất hiện. Cái đó bạn phải nghe nhạc nhiều, tìm những cái câu mới mẻ hơn đi, để thuyết phục tôi. Và Bá Vương, trong ca khúc này bạn là người được chia câu ít nhất. Và tôi thấy bạn hy vọng rất nhiều mỗi lần mic sáng lên. Thành ra bạn trân trọng từng khoảnh khắc đó. Và mỗi lần bạn hát là một câu phiêu mới, và cuối cùng là đẩy lên một câu phiêu rất là cao. Về đây với anh, người về đây với anh. Tôi trân trọng bạn rất nhiều, cái cách mà bạn cố gắng để làm mới ca khúc, và trân trọng mỗi lần cơ hội của mình đến. Mặc dù nốt phiêu cuối, không sao cả, không sao cả. Chào các bạn. Khi mà tôi nghe cái giọng của An, tôi chắc chắn là bạn thất bại. Bạn sẽ rớt. Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt. Những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya dậy sớm, chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut mình nhận ra rằng Dr. Thanh có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu. Em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh, tươi tắn The Debut bất chấp nóng trong người. Trà Thanh Nhiệt Dr. Thanh hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Nếu như đây là một vòng thi về kỹ thuật thanh nhạc, nhưng đây lại là vòng thi về cái cảm của âm nhạc.
vì cái cách mà bạn cảm thụ âm nhạc, cái cách mà bạn phản ứng, cái cách mà khi mà không chủ động ấy thì mình sẽ tập trung để mình dồn cảm xúc vào bằng cách nào để cho khán giả thấy được. Thì tôi lại thấy bạn là người có cái cảm. Và tôi nghĩ rằng là cái điều mà bạn cần quan tâm đấy chính là sự tự tin. Bởi vì mỗi một lần mà tôi thấy bạn có sự tự tin thì những cái câu luyến, những cách xử lý của bạn chạm đến cảm xúc của tôi và tôi rất là thích. Đối với Bá Vương và Dương Thuận thì tôi thấy là hai cách xử lý về bài này của bạn, của hai bạn nó đối ngược nhau. Với Bá Vương thì luôn tìm ra một cái cách xử lý nào đấy, cố gắng để nó thoát ra, nó mới hơn. Nhưng ở Dương Thuận thì tôi lại thấy rằng là bạn rất là muốn người nghe cái ca khúc này nhớ về phiên bản đầu tiên của nó. Cái cách xử lý của bạn nó rất là cũ. Và tôi thì nếu nói trong hai trường hợp này thì đương nhiên là tôi thích cách xử lý của Bá Vương hơn là Dương Thuận. Chào Bá Vương, chào An, chào Dương Thuận. Phúc đang muốn nói đến phần xử lý bài hát, đặc biệt là anh Dương Thuận. Đèn mic sáng lên hầu như đều vào những lần anh được hát điều khúc. Thì anh hát tất cả những lần đều như nhau. Có thể khác đi ở những lần đó, tại vì chúng ta có rất là nhiều những cái lần để chúng ta hát điều khúc. Tại sao lần nào cũng như lần nào? Rất là nhiều cách. Chẳng qua là chúng ta chưa tập trung và chưa đầu tư nhiều chất xám vào cái phần xử lý đó. Về Trần An, hôm nay bạn mất tập trung rất là nhiều. Điều đó thể hiện ở những lần mà bạn hát ngay vừa vào đầu, bạn không tập trung, bạn đã quay sang nhìn mà đèn sáng lên lúc nào bạn cũng không biết. Bạn phải cần tập trung hơn, nhiều hơn nữa. Về Bá Vương thì vẫn là những cách đầu tư, vẫn rất là nhiều tư duy mới mẻ. Một bài hát đã đi cùng năm tháng rất là lâu rồi nhưng mà bạn xử lý cũng khá là tốt. Chúng em xin cảm ơn. Xin cảm ơn ban giám khảo. Từ đầu tới giờ, vòng đến vòng nào em thấy bất ngờ cả. Chứ chưa gọi là mình chưa 100% được. Mà mình phải dùng hết cái quyết tâm của mình thôi. Vì cái luật chơi này nó thật sự là hơi khắc nghiệt. Nên là nó em thấy là nó không thể hiện được hết khả năng của anh Thuận. Nên là em rất là tiếc cho anh Thuận. Đến cái giây phút này thì em chỉ muốn nhấn mạnh một điều rằng là em có thể xử lý mới bài hát. Những gì ba vị Oras đã nhận xét, họ không thể biết được rằng là chúng em đã cố gắng, chúng em tập luyện như thế nào,